Còn tại tỉnh Lào Cai, cũng trong ngày hôm qua, lễ hội Hoa Lê Trắng đã được tổ chức tại xã Quan Hồ Thẩn, huyện Simacai. Và đây là lần đầu tiên mà lễ hội này được tổ chức. Dạ vâng, dù quy mô nhỏ nhưng sự kiện này vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Đây cũng là một tín hiệu vui cho sự phát triển của du lịch của vùng cao Simacai. Hàng ngàn cây lê đồng loạt bung hoa trắng, tinh khôi nơi vùng cao Quan Hồ Thẩn. Nhiều du khách đã tìm đến vườn lê ở thôn Lao Trải để ngắm hoa và chụp ảnh lưu niệm. Hoa lê ở đây thì có cái màu trắng rất là tinh khiết và rất là đẹp. Và khi tôi đến đây thì tôi cũng muốn có những bức ảnh đẹp này, những bài video hay để tôi giới thiệu cho bạn bè của tôi trên Facebook cũng như là người thân của tôi ở xung quanh tôi. Lê nó là một cái đặc trưng của Simacai. Cũng như là ở Bắc Hà thì có cái hoa mận trắng rất là ấn tượng, là đặc biệt là đối với bà con thì khi mà có một cái khu trồng lê rộng và với một cái diện tích lớn như thế này thì vào các mùa hoa lê rất là đẹp. Xã Quan Hồ Thẩn có vùng cây ăn quả ôn đới rộng trên 300 hectare, trong đó 160 hectare lê. Những năm qua, cây lê, cây mận đã mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân. Lễ hội Hoa Lê Trắng lần đầu tiên được tổ chức, hứa hẹn một hướng đi mới cho bà con ở Quan Hồ Thẩn nói riêng và người dân ở Simacai nói chung về phát triển du lịch sinh thái gắn với sản xuất nông nghiệp. Sẽ có một cái cuốn sổ lưu danh các khách hàng lại, và đến mùa quả thì là chúng tôi cũng sẽ chăm sóc khách hàng một cách gọi điện, nhắn tin, hỏi thăm các khách hàng về cái nhu cầu dùng quả. Thì chúng tôi cũng có một số chương trình ưu đãi như là miễn phí ship. Kỳ vọng là thông qua cái lễ hội này ấy, thì từng bước chúng tôi sẽ cùng với các xã thị trấn để xây dựng những cái sản phẩm du lịch cộng đồng. Lễ hội Hoa Lê Trắng dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 3 tới đây với nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm đặc sắc.